Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ dạy toán lớp 3 chân trời sáng tạo. Bài hôm nay chúng ta sẽ làm là bài phép chia hết và phép chia có dư. Có 10 viên bi chia cho mỗi bạn là 2 viên bi có mấy bạn được chia. Vậy là 10 ta chia cho 2 là bằng là 5. Vậy là chúng ta sẽ có là 5 bạn là được chia. 10 ta chia 2 bằng 5, đây là phép chia hết. Có nghĩa là nó không có dư cái nào hết. 10 chia 2 là bằng 5. Như vậy đó là phép chia hết. 10 thì chia 2. Như vậy thì con số 1 này nó nhỏ hơn số 2, cho nên chúng ta sẽ lấy hai chữ số luôn là con số 10. 10 thì chia 2 bằng 5. 5 nhân cho 2 là bằng 10. 10 ta trừ 10 là bằng 0. 10 chia 2 là 5, viết 5. 5 nhân 2 là bằng 10. 10 trừ 10 là bằng 0. 10 này chia 2 này bằng 5. Rồi ta lấy 5 ta nhân ngược lên, 5 nhân 2 là bằng 10, 10 ta trừ 10 là bằng 0. Đó là cách chia. Chúng ta qua tiếp theo. Có 11 viên bi chia cho mỗi bạn là 2 viên bi, có mấy bạn được chia. Lấy đồ dùng học tập chia thử xem. Đây chúng ta sẽ có nè. Bây giờ đây là chúng ta sẽ có là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 viên. 11 viên mà chia cho mỗi bạn là 2. Vậy bạn này là 2. 2 viên, 2 viên, 2 viên, 2 viên. Như vậy còn dư là 1 viên. Còn dư là 1 viên. 11 ta chia 2 là bằng là 5, dư 1. Đây là cái số này là số bị chia. Cái này là số chia. Và này là thương. Còn này là dư 1, dư 1 là số dư. 11 chia 2 là được 5 và dư 1. Đây là cái phép chia chúng ta đặt nè. 11 ta chia cho 2. Như vậy là 10. 10 chia 2 là được 5. Nếu như chúng ta lấy 6 thì là 6 x 2 bằng 12. Như vậy cái này nó nhỏ, cho nên chúng ta sẽ lấy là 5. 5 x 2 là bằng 10. 11 ta trừ cho 10 là còn 1 hay là dư. Ta lấy 10, 11 này chia 2 được 5 này, viết 5. Rồi ta lấy 5 ta nhân cho 2 là bằng 10. Ta lấy 11 ta trừ 10 là bằng 1 đây. Chú ý số chia luôn là khác không. Đây là cái số chia này, nó phải khác không. Rồi số dư luôn luôn là bé hơn số chia. Có nghĩa là số dư này nè, cái số dư này nè, nó luôn luôn nó phải bé hơn con số chia, bé hơn số 2 này. Chứ nếu như chúng ta chia mà nếu như nó là con số 2, dư là 2 hoặc là dư 3 mà lớn hơn số này thì nó là chúng ta chia không có đúng. Chúng ta qua bài tiếp theo, bài số 1. Viết phép chia theo nhóm 4 thay mẫu. Chúng ta xem 23 thì chia cho 4 thì chúng ta sẽ được là 5. Chúng ta sẽ đọc bản của chương này. 4 nhân 5 là 20, 4 nhân 6 là 24. 24 thì nó lớn hơn 23, cho nên chúng ta dừng lại ở con số 5. 5 nhân 4 là 20, và 23 mà ta trừ cho 20 là chúng ta sẽ được là 3. Đây là số dư. Số dư nó nhỏ số chia là hợp lý. Là 23 ta chia cho 4 là bằng 5. Dư là dư 3. Cái này là thương này. Cái này là số bị chia này. Cái này là số chia này. Cái này là thương. Cái này là số dư. Rồi chúng ta qua câu A. Câu A chúng ta có bao nhiêu đây? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Đó là 9. 9 ta chia cho bao nhiêu? Chia cho 4. Tại vì trong cái một cái thẻ này có 4 chấm tròn, cho nên chúng ta sẽ chia cho 4. 9 chia 4 thì chúng ta sẽ được là 2. 2 nhân 4 là bằng là 8. 9 ta trừ cho 8 là bằng 1. Như vậy là dư 1. Thì chúng ta sẽ có được cái kết quả là 9 chứ nhầm. 9 ta chia cho 4 là bằng là 2 và dư 1. Rồi bài B bao nhiêu đây? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Cái này là 15. 15 nè. Chúng ta chia cho cũng là 4 luôn. 4 chấm tròn trong một thẻ. Vậy chúng ta đọc bằng của chương. 4 x 3, 12. 4 x 4, 16 thì nó vượt quá. 4 x 3. 4 x 3, 12. Đây là 15 mà ta trừ cho 12 là còn dư 3. Dư. Cái dư này nó luôn luôn nhỏ hơn chia. Vậy chúng ta sẽ có là 15 nè.
ta chia 4 này bằng là 3 dư dư 3. Rồi câu C. Câu C thì chúng ta sẽ được cái gì đây? 1, 2, 3, 4, 8, 4, 4, 16, 17, 18. 18 là chia cho 4. Bây giờ được là 4. 4 x 4 16. 18 là trừ 16 thì còn là 2. Và cái này là 18 ta chia cho 4 là bằng là 4 dư 2. Đó này là 4 1 2 3 4 5 6. 6 x 4 24, 25 26. 26 ta chia cho 4. Và chúng ta sẽ được là bao nhiêu rồi? 6. 6 x 4 là 24. Trừ ra còn là 2. Và chúng ta sẽ có là 26 ta chia cho 4 là bằng là 6 dư 2. Chúng ta qua trang tiếp theo. Bài số 1. Tính theo mẫu 15 ta chia 3. 15 chia 3 thì chúng ta sẽ được là 5. 5 x 3 là 15. 15 ta trừ 15 là bằng 0. Như vậy 15 ta chia 3 là bằng là 5. Rồi bài này 14 ta chia cho 2. Thì làm ở đây nè. 14 ta chia cho 2. 14 chia 2 là chúng ta sẽ được là 7. Bản câu chương thì chúng ta sẽ đọc là được là 7. 7 x 2 14. 14 ta trừ 14 bằng 0. Như vậy chúng ta sẽ có là 14 năm chia 2 là chúng ta sẽ được là 7. Rồi 9 ta chia cho 9 chia 3. 9 ta chia 3. 9 chia 3 là bằng 3, 3 x 3 là bằng 9. 9 thì 9 là bằng 0. Vậy chúng ta sẽ có là 9 ta chia cho 3 là bằng là 3. Này là dư là 0 nè. Rồi 27 ta chia cho 3 là bằng 9. 9 x 3 là 27. 27 là trừ 27 bằng 0. Vậy chúng ta sẽ có là 27 ta chia cho 3 là bằng là 9. Rồi chúng ta qua câu B. Câu B chúng ta sẽ có là 12 ta chia cho 4. 12 chia 4 được 3. 3 x 4 12. 12 trừ 12 bằng 0. Rồi chúng ta sẽ có là 12 chia cho 4 là bằng là 3. Rồi 32 ta chia cho 4 là bằng là 8. 8 x 4 là bằng 32, trừ nhau bằng 0. Vậy chúng ta sẽ có là 32 ta chia cho 4 là bằng là 8. Rồi cái cuối cùng là 35 ta chia cho 5 là được là 7. 7 x 5 là bằng 35. Rồi trừ nhau là bằng 0. Vậy chúng ta sẽ có là 35 ta chia cho 5 là bằng là 7. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 2. Tính theo mẫu. Thì cái bài này cũng giống như trên, nhưng mà bài trên thì nó là chia hết, nhưng bài dưới là chia dư. Chia dư. Dư. Mười lăm ta chia 2. 15 ta chia cho 2. 15 chia 2 thì chúng ta sẽ được 7 lần. 7 x 2 là 14. 15 ta trừ 4 cùng 1. Như vậy thì chúng ta sẽ có là 15 ta chia cho 2 là bằng là 7 dư 1. 10 ta chia cho 3. 10 ta chia cho 3 là bằng là 3. 3 x 3 là bằng 9. 10 trừ 9 là còn 1. Như vậy thì cái này là chúng ta sẽ có là
10 ta chia cho 3 là bằng là 3 dư 1. Rồi 23. 23 ta chia 3. 23 chia cho 3. 7. 7 nhân 3 là 21. Rồi còn là dư 2. Dư này luôn luôn nhỏ số chia là hợp lý. Như vậy là 23 ta chia cho 3 là bằng 7 dư 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 2, này là dư 2 chứ không phải dư 1. Rồi chúng ta xong cái phần A, chúng ta qua phần B. Phần B chúng ta sẽ lấy 9 ta chia cho 4. Rồi chúng ta sẽ được là 2. 2 nhân 4 là bằng là 8. 9 ta trừ cho 8 còn 1. Như vậy chúng ta sẽ có là 9 ta chia cho 4 là bằng là 2 và dư là 1. Rồi 32. 32 ta chia cho 5. 5 lần 6 là 30. 30 dư 2. À. Bây giờ kết quả là 32 ta chia cho 5 là bằng là 6 dư 2. Rồi cuối cùng là cái 18. Ta chia cho 5. Vậy là bằng là 3. 3 nhân 5 là 15. 18 ta trừ cho 15 là còn là 3. Rồi chúng ta sẽ có là 10. 18 ta chia cho 5 là bằng 3 dư 3. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 3. Số cái bánh để xếp vào hộp, vậy là 19, 19, 19. Số bánh mỗi hộp là 2. Rồi này là số bánh, số hộp bánh là 9. Số bánh còn dư là 1. Như vậy có nghĩa là ta lấy 19 này, ta chia cho 2 là bằng 9, dư 1. À. Tương tự ta lấy 19 ta chia cho 5. Như vậy chúng ta sẽ được là 3, là 3. 3 nhân 5 là 15. 19 mà ta trừ cho 15. À, 3 nhân 5 là 15. À, ta lấy 19 mà ta trừ cho 15. À, 9 mà ta trừ 5 là còn 4, dư 4. À. Số dư này nó luôn luôn nó nhỏ hơn cái số này ha. 19 ta trừ cho 19 ta chia cho 19 này, ta chia cho 4 này. Thì chúng ta sẽ được là 4 lần. 4 nhân 5 là 4 nhân 4 16, 4 nhân 5 là 20. À. Như vậy thì chúng ta sẽ đã được là nếu như 5 chỗ này là 4 nhân 5 là 20 không được. Đã chia 4 thì được cả 4 lần, dư 3 nè. Vậy chúng ta sẽ được là 4 lần. 19 19 mà ta trừ cho 16, 4 nhân 4 là 16 này, 4 nhân 4 16. Vậy là 19 mà ta trừ cho 16 này là còn là dư 3. À, cái này là dư 3. Tóm lại thì chúng ta sẽ lấy số này ta chia số này được kết quả bao nhiêu chỗ này, còn này số này là số dư nè. 19 ta chia 5 là được cái thương là cái gì chỗ này và dư dư chỗ này nè. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài vui vui học. Cáo nhận nhiệm vụ chia đều 18 cái kẹo thành là 3 phần. 18 cái kẹo chia làm 3 phần. Cáo chia cho hai chú gấu, mỗi chú gấu là 5 cái kẹo. Cáo chia cho hai chú gấu là mỗi chú gấu là 5 cái kẹo, như là đây 5 là 10. 10 như vậy còn lại là 8 nữa. Được. Em có đồng ý với cách chia này không? Người ta nói rằng là nhiệm vụ là chia đều 18 cái kẹo thành là 3 phần. Này, chia đều 3 phần. Như vậy thì 18 mà thì chia 3 là bằng là 5, 5 nhân 3 là 15. Như vậy không được. Cái này là chúng ta sẽ được là 6, 6 chứ không phải là 5. À, 6.
6 nhân 3 là 18 là vừa đủ luôn. Rồi. Cho nên cái phép chia nó là 18 này. Ta chia cho 3 này. Đó là bằng 6, 6 nhân 3 18 này vừa đủ. À. Vừa đủ có nghĩa là chia làm 3 phần bằng nhau. Là mỗi mẫu bạn là 6 6 cây. Giờ cái này là không được. Như vậy này em có đồng ý với cách chia này không? Vậy là không, tại vì cái số dư cái số dư này này nó bằng với lại số chia là không hợp lý. Số dư bằng số chia là không hợp lý. Số dư này nó phải nhỏ hơn số chia. Như vậy tóm chỗ này, tóm lại chỗ này chúng ta sẽ ghi là không đồng ý. Không đồng ý. Vì số dư bằng với lại số chia. Như vậy không được. Chúng ta qua tiếp theo về thử thách. Các con bò rùa màu vàng. Đây con bò rùa màu vàng. Này là con bò rùa màu đỏ. Nè. Màu vàng và màu đỏ có các có cách chọn khác nhau để đậu vào các lá cây. Tiếp theo, chiếc lá nào sẽ có cả bọ rùa màu vàng và bọ rùa màu đỏ cùng đậu? Rồi tiếp chúng ta xem nè. Chúng ta thấy con rùa màu màu vàng nè, 3 lên 6, rồi lên 9, lên 12, được chưa? Có nghĩa là 3 ta cộng 3 là bằng là 6, 6 cộng cho 3 là bằng 9, 9 ta cộng 3 là bằng 12. Rồi tiếp tục con vàng, chúng ta đi xét con vàng trước ha. 12 ta cộng cho 3 là 15. 15 đâu? Đây, 15 đây là con vàng này. Vàng. Thì cái chữ V ha, vàng. Rồi tiếp theo, 15 mà ta cộng 3 nữa là 18. 18 giờ đây là con vàng. Chúng ta xét con vàng lại lát nữa, chúng ta xét con đỏ thì chúng ta xem có trùng nhau không. 18 ta cộng cho 3 là 21. Đây, con vàng nằm đây. 21 ta cộng cho 3 nữa là 24. Nhà con vàng nằm đây. Được chưa? Rồi thấy. Tới đây là 24 là số lớn nhất nào. Rồi chúng ta xét con đỏ. Con đỏ. Đỏ 4 nè. 4 lên 8. 8 lên 12. 12 lên 16. Rồi chúng ta xét con đỏ. Đỏ là 4 ta cộng cho 4 là bằng 8. 8 cộng 4 bằng 12. Trong 12 này có vừa có vàng có đỏ. Nè. 12 ta cộng 4 là 16. 16 ta cộng 4 là 20. 20 đâu? 20 đây. Như vậy cái này là đỏ. Được, đỏ đây. 20. 20 ta cộng 4 là 24. 24 đây, đỏ đây. Nè, đỏ đây. Như vậy chúng ta thấy là ở đây nãy giờ chúng ta xem là không có. Có chỉ có cái con 24 này này. 24 là vừa vàng vừa đỏ đây. Nè. Đây này. Vàng thì cái chữ vàng, vàng, vàng nè. Mà trong nãy giờ chúng ta đâu có thấy con vàng nào đâu. Chỉ có đây là con vàng và con đỏ nằm chung. Đây có 24. Đây cái lá 24 này là vừa có cả vàng và cả màu đỏ. Như vậy là cái lá là số 20 24. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em. Các em muốn tìm bài học để thi, bài kiểm tra thì dưới bất kỳ clip nào của thầy cũng có phần mô tả. Trong phần mô tả thì để sẵn đường link của blog. Trong blog thầy giải rất nhiều các đầu sách. Các em vào đó các em tìm bài nhé. Chúc các em học tốt.